Trong tập trước, chuyến hành trình khám phá những vùng đất mới tiếp tục dừng chân tại Hóc Môn với những hoạt động khá thú vị, tìm hiểu về lịch sử và về nguồn. Trong tập này, điểm dừng chân tiếp theo của các cầu thủ nhí sẽ là nơi nào? Các thử thách hấp dẫn nào sẽ diễn ra ở đây? Tụi con có coi bóng đá là cái nghề của mình thôi. Nghề tụi con thì có cái gì, có dụng cụ gì, có cái gì? Giày. Là gì nữa? Áo. Cái nghề mình, nếu mình muốn phát triển cái nghề của mình thì mình phải nhớ những cái vật dụng, những cái dụng cụ mà nó là của mình và mình thương yêu nó thì nó sẽ thương yêu lại mình. Tụi con đi học, tụi con phải mang theo cái gì? Cặp. Đúng không? Thì tụi con phải biết được, ok, hôm nay mình thực hiện, mình đi đâu? Đi là phải mang giày, thủ môn phải mang gì theo nữa? Sao hồi nãy không mang, đúng không? Rồi bây giờ tụi con vô nhớ lần sau ai bị kiểu này nữa, ví dụ như là quên mang vớ, quên mang giày, quên mang áo quần gì đó là sẽ bị phạt, thấy chưa? Rồi bây giờ tụi con vô đây, bây giờ thầy không cần tụi con sút mạnh đâu, tụi con sút nhẹ cũng được, để cho mà sút phải đúng, duỗi hết cái chân ra, duỗi với thầy này, duỗi thẳng cái chân ra coi, duỗi hết ra luôn. Rồi tụi con nhìn giờ là tụi con vô nè, con đẩy nhẹ ra, đầu sút, ghìm cái chân xuống, đừng có múc cái chân lên vậy nghe chưa. Rồi đưa cho bạn, mình làm từ nhẹ nhàng, chậm chạp cho tới làm nhanh và làm mạnh, ok. Rồi bây giờ làm sai, đúng rồi, tốt rồi, giặt bóng đó, sai rồi, tốt không, tốt, người ta để tại chỗ lên chứ. Đó. Từ từ. Rồi, vô làm lại coi. Đó. Rút quẹt cái chân rồi. Không có quẹt cái chân đâu các bạn. Không có chân thẳng tới. Rồi quẹt cái chân đó nha. Quẹt cái chân là không đúng nha. Đúng rồi. Bạn rút tốt rồi đó. Gồng cứng của chân lên các bạn. Gồng cứng của chân lên con. Đó. Bóng hướng cho con đạp đi. Đúng rồi. Rồi đẩy bóng tới sút mạnh đi. Nhớ sút mạnh là phải ghìm cái chân xuống nha, chứ không bay lên trời nha. Rồi sút đi. Đúng rồi. Tốt. Con quẹt cái chân ở ra ngoài à. Né ra ngoài cho bạn. Tốt. Vẫn không có quẹt cái chân qua con. Sút xong không có quẹt. Quẹt nó quẹo qua. Sút thẳng chân tới. Tốt. Bài tập của thầy Chiến cũng không khó lắm, nhưng mà thầy Chiến hơi nghiêm khắc. Trong hai thầy Chiến và thầy Sơn thì con thấy thích bài tập của thầy Sơn hơn. Tốt. Tốt à. Bây giờ tụi con truyền qua cho thầy, thầy truyền qua tụi con lao một chút. Đúng rồi. Chút. Tốt. Chút chân lên. Đứng cái cổ chân lên. Tốt. 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 Xem ra bài tập này tuy đơn giản nhưng cũng đã gây ra khá nhiều khó khăn đối với các cầu thủ nhí. Phải cố gắng hơn nữa các cầu thủ nhí ơi. Đó. Thầy kêu sút phóng cái thẳng cái chân tới mà, thẳng cái chân tới. Trời ơi là trời. Đúng rồi. Tốt. Chào em. Anh thấy tình hình tập luyện của các bạn nhỏ thế nào ạ? Thì lúc đầu thì
cái trình độ đó nó khập khiễng á, có bạn tốt có bạn chưa tốt lắm, nhưng càng ngày bắt đầu với em càng tiến bộ hơn nhiều và cái sự đồng đều của em nó tốt hơn. Không biết là anh có ý tưởng gì về chiến thuật cho các bạn nhỏ của cầu thủ Nhí năm nay không ạ? Chút xíu anh sẽ tập cho các em cái chiến thuật cho các em di chuyển thôi, là cái này thì tập rất là lâu. Ngày hôm nay thì theo quan sát sơ bộ của anh thì ai là người tập tốt và anh thấy là ai là người mà chưa có cái sự lăn xả lắm? Nhìn chung thì để tìm một người tốt nhất thì anh chưa thấy. Tuy nhiên thì cái sự tập trung của các em á, lúc đầu hơi lơ là chút xíu, tuy nhiên thì càng về sau thì có thể tập trung với em tốt hơn. Nhiệm vụ của Phí Linh sẽ là đưa các bạn đi chơi để mà giải phóng tinh thần, thư giãn. Còn huấn luyện viên Trần Minh Chiến thì sẽ siết lại về chuyên môn. Tất cả những cái sự mất tập trung thì sẽ phải được đưa ra xử lý trên sân thi đấu này. Đúng cho các bạn có một cái tâm lý thi đấu cũng như là cái thể lực và kỹ thuật tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo. Đúng rồi. Rất là cảm ơn anh. Ok. Chúc các bạn. Sau buổi tập ngày hôm nay thì thầy rất là vui khi tụi con tiếp thu bài tập rất là tốt, tụi con thực hiện cái bài tập, thực hiện đáp án thầy rất là thích. Mặc dù tuổi tụi con không có lớn nhưng mà tụi con công tác sút bóng tụi con thầy nói thầy thật là rất chuẩn. Tuy nhiên thì cái tụi con học viên tụi con quá nhỏ, cái lực sút tụi con không tốt, nhưng nói về cái vấn đề kỹ thuật thì tụi con là cực kỳ tốt. Thì chỉ có một bạn tốt nhất ngày hôm nay, ok, mời bạn Lương ở đây. Mặc dù bụng rất bự như thầy á, nhưng mà sút bóng rất là tốt. Thì bây giờ bạn mình đã tốt như vậy rồi thì thầy đề nghị tụi con vỗ tay để chúc mừng bạn mình. Rồi, thầy chào cho con nha. Ok con. Dạ, tâm trạng của con là rất là vui, tự hào vì được nhận huy chương. Con sẽ cố gắng tập luyện tốt để cho thầy vui. Bài tập của thầy hơi khó nhưng con đã cố gắng sút thật chính xác và mạnh để được thầy khen và tặng cho con huy chương vàng này. Cảm ơn gia đình và các bạn đã giúp cho mình nhận được cái huy chương vàng này. Ok rồi. Rồi về chỗ đi con. Con không đạt được huy hiệu với thầy Chiến vì con chưa làm tốt lắm nhận bóng từ phía đồng đội chuyền. Thời gian tới con hứa sẽ chăm chỉ tập luyện nhiều hơn để thắng được các đội khác. Chuyến hành trình khám phá những vùng đất mới lại bắt đầu. Điểm dừng chân trong tập này chính là tỉnh Đồng Nai, vùng đất năng động, còn nhiều dấu ấn và còn lưu lại nhiều dấu tích lịch sử của tiền nhân. Xin được chào đón tất cả các bạn khán giả đang cùng theo dõi chương trình Câu Thủ Nhí 2018. Tất cả các cầu thủ Nhí ngày hôm nay sau những giờ phút tập luyện thì bây giờ đang có mặt ở sông Đồng Nai. Và trên chuyến phà này thì chúng tôi cùng với tất cả các bạn sẽ được đi khám phá những điều thú vị của mảnh đất Đồng Nai xinh đẹp. Cụ thể là ngày hôm nay thì các cầu thủ Nhí của chúng ta sẽ có những trò chơi vận động, có những chuyến trải nghiệm văn hóa. Và thông qua đó thì mỗi cầu thủ sẽ được sở hữu thêm cho mình những huy chương, những kỹ năng để mà tập luyện thật tốt cho chuyến hành trình sắp tới. Và bây giờ thì chúng ta đang cùng đi di chuyển ở trên phà này. Không biết là các con đã bao giờ được đi phà chưa? Ai đi rồi giơ tay cô xem. Đó. Cho nên là chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là trải nghiệm lần đầu tiên của rất nhiều các thành viên của Cầu Thủ Nhí 2018. Vậy các con có sẵn sàng để cùng tham gia chuyến hành trình ngày hôm nay không? Dạ có. Vậy thì bây giờ món quà đầu tiên mà cô sẽ dành cho các con, đấy là bây giờ chúng ta sẽ đi ra sát lan can và ngắm trọn vẹn quang cảnh đẹp của sông Đồng Nai. Ra đây nào. Các con có biết là thành phố của Đồng Nai là thành phố gì không? Phố Biên Hòa. Mà con sông mà nơi mà chúng ta đang đi qua là sông gì? Sông Đồng Nai. Đi phà thì nó khác gì so với cả đi thuyền nhỉ? Làm bằng bê tông. Đúng rồi, người ta làm bằng bê tông. Biết sao người ta phải làm bằng bê tông không? Làm chắc để cho xe để đứng lên để chở qua. Đúng rồi, mà có phải là chỉ có người thôi đâu đúng không? Mà còn có cả xe ô tô. Thế cho nên là người ta làm cái phà này rất là chắc. Sau khi mà mình đi cái phà này là mình sẽ đi đâu không? Mình sẽ đi đến những làng nghề truyền thống của Đồng Nai. Đó. Mà các làng nghề truyền thống ở Đồng Nai thì có một làng nghề rất là đặc biệt. Và món quà đầu tiên chương trình dành cho các cầu thủ Nhí, đó là chúng ta sẽ cùng đi thăm làng nghề truyền thống có tên gọi là Xóm Lò Nồi
Ở đây thì các bạn sẽ được trang bị một số những dụng cụ để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Nào, chúng ta sẽ cùng đi thôi. Đi nào các con ơi. Bên cạnh dòng sông Đồng Nai là xóm Lò Nổi, được hình thành từ những năm 1930 do những người di cư từ miền Trung vào. Sản phẩm của xóm Lò Nổi chủ yếu là đồ gia dụng như là bếp lò này, nồi, cái om hay niêu khuôn bánh. Gần một thế kỷ tồn tại đã có lúc nghề này rất hưng thịnh và phát triển mạnh. Tuy nhiên bây giờ thì từ hàng trăm hộ, tới nay xóm Lò Nổi chỉ còn duy nhất một gia đình theo nghề truyền thống. Cầu thủ nhí 2018. Ngoài việc thi đấu bóng đá thì các bạn còn đến đi tham quan và trải nghiệm về văn hóa của các vùng miền nữa ạ. Thì ngày hôm nay thì các cầu thủ nhí thì đến thăm bà Lan và đến thăm cơ sở sản xuất của mình, và chúng con cũng được biết là gia đình của mình là gia đình duy nhất còn lại trong xóm Lò Nổi này bây giờ vẫn còn đang làm cái này á, cái là cái thời của ông cố. Ông cố rồi cái thời đó rồi tới ông nội rồi tới đời đời cha. Đời cha rồi bây giờ tới đời con bây giờ tới đời cháu nữa. À, là coi như là từ ở ngoài quê, ở miền Trung á, là đưa vô tới trong này. Bà làm bao nhiêu năm rồi bà? Đó nó là bà làm từ cái hồi mà bà bước về đây, bà có chồng là nay á, là thân bà là đã 30 mấy năm rồi, gần 40 năm rồi. Là bà bấm cái nghề này. Còn cái nghề này là của ông nội, ông sơ, ông cố là đã để lại là tới bây giờ. Sao mà bà biết cái này thì cái màu này, cái này được? À đây cái là cái màu này là còn trắng, nó trắng này là nó còn sống, nó chưa có vô lửa hầm. Bà hầm lên thì nó ra cái màu này. Cái lò của mình ở đằng dưới này đây đúng không ạ? Ồ, các con nhìn thấy cái lò không? Mà mình phải nung bao nhiêu lâu thì mình mới ra được ạ? Nếu mà nó nhẹ lửa thì chừng 18 tiếng, mà nếu mà nặng lửa chừng 20 mấy tiếng. À, bà dẫn chúng con đi xem xung quanh được không ạ? Đây là hàng ra, hàng ra rồi để đây. Bao nhiêu lâu thì bà làm một mẻ ạ? Nếu mà có thợ thì chừng tuần. Một tuần? À, nếu mà không thợ thì chừng nửa tháng. Làm xong rồi phải phơi nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Cái lò để mà người ta nấu lẩu á, người ta để trên cái bàn đó, hay là một lần nít chơi, hay là quật là cái gì cũng được, cứ xài đủ thứ, ai muốn thích xài gì thì xài. Này bà chuẩn bị đem đi bán không bà? Đúng rồi. Các con có muốn mua cho bà không? Được có. Thế các con mua về các con dùng để làm gì? Nhà nấu. Nhưng mà nhà mình cần bếp ga với bếp điện thì sao mà nấu? Nấu ở đây luôn. Nấu ở đây luôn á hả? Cho bà ăn luôn. Cho nấu đây ăn luôn. Bà có nhiều khách hàng không ạ? Thị nè, rồi là hả, ai gọi ai thích thì gọi điện nó đem tới nơi á. Đây khoảng một cái là bao nhiêu tiền à? Cái này hả 15.000 một cái, cái lớn hơn thì 20, cái lớn hơn nữa thì 30. Lát nữa thì các bạn sẽ tham gia một trò chơi rất là thú vị, đấy là sẽ phải thực hiện kỹ năng nấu nướng ạ. Thế cho nên là bây giờ thì các bạn sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu. Thì con xin phép bà là các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ mua của bà Lan mỗi đội 2 chiếc bếp. Tùy kích cỡ các con chọn 2 chiếc nồi lớn, 2 chiếc nồi nhỏ. Bây giờ các con phân chia đội ra và bà sẽ hướng dẫn xem là các con nên chọn loại nồi nào, loại bếp nào thì phù hợp nhá. Nếu mình quan kia đi. Bự nhất là bà, bự là tốt nhất. Bự thì không có bự, con cỡ này là bự rồi, giờ hết cái bự rồi. Bếp thì chỉ một cái thôi con ạ. Này là để bỏ củi xuống đây cho nó bốc hơi. Bỏ củi lên đây nè. Bỏ củi lên đây có này nha. Để đem ấy cho ra. À, hay không? Bỏ này lên lại. Hôm nay thì chúng con cảm ơn bà rất là nhiều vì đã dẫn chúng con đi tham quan cái cơ sở sản xuất của mình. Con chúc bà lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe để mà làm ra được những sản phẩm thật là đẹp như thế này để bán ra thị trường, và hy vọng là vẫn có luôn luôn có nhiều người ủng hộ các sản phẩm của bà để gia đình của mình duy trì được cái nghề truyền thống.
Thì không biết là trước khi mà các cầu thủ thực hiện thử thách nấu ăn thì bà có căn dặn gì các cầu thủ của chúng ta không ạ? Nếu mà tụi con mà nấu á thì cái nào đắt này nó là rất là, cái hơi nó rất là nhiều à hả, còn nước á, nấu cơm thì Vậy là các cầu thủ nhí của chúng ta đã có thêm một trải nghiệm thú vị khi đến xóm Lò Nồi. Chắc hẳn những kiến thức bổ ích này sẽ giúp các bạn nhỏ rất nhiều trong thử thách sắp tới. Các cầu thủ nhí đó là giành được huy chương. Huy chương này thì sẽ quyết định xem bạn nào là thủ lĩnh của ngôi nhà chung cũng như là thủ lĩnh của cả đội bóng. Và cùng với việc khám phá trải nghiệm những sắc màu văn hóa rất tuyệt vời tại xóm Lò Nồi thì bây giờ các cầu thủ nhí của chúng ta đã sẵn sàng bước vào những thử thách đầu tiên. Và đồng hành cùng với thử thách này với các bạn nhỏ sẽ là một vị khách mời vô cùng xinh đẹp. Cô có một năng khiếu thể thao rất là tuyệt vời và chắc chắn là ngày hôm nay thì cô sẽ đồng hành cùng với các con, sẽ giám sát trò chơi của chúng ta và cũng như là cổ vũ cho các con. Giới thiệu diễn viên Khả Lan. Chào cô. Rồi. Chào chị. Xin chào Ngân. Ồ mà Ngân cầm theo cái gì vậy? À thì theo em được biết là tí nữa là các bé sẽ thi đấu với nhau. Cho nên là không biết giờ chị có chơi chưa? Chưa, chị chưa nói gì hết. Thì chị nói đi, giờ em mới nói được. Ủa thế hả? Vâng. Chị tưởng đây là giải thưởng hay cái gì chứ? Dạ chưa. À chưa hả? Dạ okay. Chưa. Háo hức và vô khả năng quá. Cho nên là cô Phí Linh bây giờ mới công bố luật thi cho tất cả các con này. Các cầu thủ nhí sẽ được chia làm hai đội, mỗi đội 5 thành viên. Sẽ có một đội được ưu tiên xuất phát trước 3 phút. Hai đội sẽ vượt qua hai chặng thi như sau. Chặng 1, dân quân tải lương. Với túi lương thực và đòn gánh, hai đội sẽ vận chuyển lương thực đến bán đảo Long Sơn. Trên đường di chuyển, các thành viên được quyền thay nhau gánh gạo. Cả hai đội phải di chuyển qua các địa điểm như thác nước, dốc cao, cầu vượt, cầu gỗ, bậc thang và rừng cây. Trên đường sẽ có các mũi tên dẫn đường có tên chương trình. Phần thưởng khi hoàn thành chặng 1 đó là túi lương thực. Chặng 2, anh nuôi khéo léo. Trong chặng 2, hai đội sẽ phải nấu một bữa ăn dã chiến từ bao lương thực của chặng 1 và các dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn. Để nấu được bữa ăn phải kiếm thật nhiều củi bằng việc giải các câu đố. Đội nào hoàn thành bữa ăn dã chiến sớm và đầy đủ các món ăn hơn sẽ giành chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng mua sắm cho cả đội mình. Một đòn gánh. Rồi. Hai bao gạo. Làm khá. Rồi. Thấy nặng không? Cho nên chúng ta phải cẩn thận, nhẹ nhàng. Trên quãng đường đi thì các anh dân quân thể nào cũng sẽ rất là mệt. Cho nên là phải có nước để tiếp sức cho các con. Chúng ta sẽ buộc nước vào đây giống như là các cô chú ngày xưa đi dã chiến á. Chúng ta có quyền là tiếp sức cho nhau, thay đổi người gánh nhá, không phải nhất thiết là một người gánh đâu. Đây là cái dấu hiệu chỉ bảng đường đi, thì cái điểm xuất phát là từ phía bên này. Thì trên đường đi á, các em á là phải nhìn lấy cái này nè và phải đi theo. Nếu mà đi sai á thì mình sẽ không đến đích được. Và cái đích của mình đó chính là bán đảo Long Sơn phía sau của mình nè. Đó, thấy chưa? Cái xa tiết kia hả? Đúng rồi. Và quan trọng á là sau cái phần thi này á sẽ có một cái giải thưởng rất là hấp dẫn. Ủa giải thưởng là gì vậy? Giải thưởng đó chính là chúng ta sẽ được đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi Tây Nguyên sắp tới. Wow. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai đội cùng thi với nhau và sẽ phải quyết tâm để giành chiến thắng. Bây giờ cô mời hai đội trưởng bước lên phía trước. À, bây giờ thì chúng ta sẽ có một đội được ưu tiên xuất phát trước. Chúng ta sẽ oẳn tù tì. Rồi, xin mời hai đội. 1, 2, 3. Và như vậy đội bên này là đội 1. Đội bên này sẽ là đội 2. Đội 1, Duy Kiên, Quang Trường, Trung Quân, Thế Lương và Gia Khôi. Đội 2, Gia Khang, Minh Anh, Bảo Tuấn, Đức Tuấn, Bảo Linh. Cô Phi Linh ơi, quên là con đi. Đi tốc độ nha, đội đi đâu thì mình đi nhanh đó nha. Không có nhường nha. Đi vậy. Đâu, đây cô xem. Hai người thôi. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, người thấy đỡ nặng hơn không? Không. Bây giờ hai đội sẽ có một phút để bàn bạc chiến thuật. Thời gian bàn bạc bắt đầu.
ở trên thấp, ở dưới mà cao á, thì cái người trên đường là dù giành được quyền ưu tiên xuất phát trước, những đội một vẫn rất thận trọng ban bạc ý chiến thuật. Mình mới thay phiên là hai bạn tiếp theo rồi nhé. Còn con là phải tìm đường. Khi mà những bạn còn lại, ba bạn còn lại là mình phải xem dưới đất có cái gì á cản trở chứ. Đội 1 rất nhanh chóng di chuyển, Quảng Trường nhận nhiệm vụ đi trước dẫn đường. Với lợi thế di chuyển trước 3 phút, liệu rằng đội 1 có giành được chiến thắng không? Trong khi đó, đội 2 tận dụng việc xuất phát sau để tiếp tục bàn bạc kỹ hơn chiến thuật, liệu rằng đội 2 có bứt phá thành công hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vượt qua được thác nước, đội 1 nhanh chóng di chuyển. Không khí khẩn trương thế này hy vọng rằng sẽ mang đến một kết quả khả quan cho đội 1. Khi nào mà hai con bắt đầu muốn đổi, mình phải đổi liền. Wow, rất nhanh, đội 1 đang tiến hành chinh phục những bậc thang, cố lên nào. Ok, bỏ trước đúng không? Đi. Mặc dù xuất phát sau nhưng với quyết tâm, đội 2 đang di chuyển đúng hướng và rất nhanh chóng. Cố gắng đi đúng đường nhé các bạn nhỏ. Này, thay người. Luôn. Lựa đằng sau nè. Với nỗ lực rất cao, đội 2 di chuyển rất nhanh chóng, hình như sắp đuổi kịp đội 1 rồi thì phải. Xem ra với túi gạo nhỏ nhưng với đoạn đường khá xa và địa hình hiểm trở đã làm cho việc chinh phục thử thách này ngày càng trở nên khó khăn hơn cho các cuộc thi. Để đuổi kịp đội 1, đội 2 đã bắt đầu tăng tốc độ, chuyển từ đi bộ sang chạy. Khẩn trương là tốt nhưng phải lưu ý bản chỉ dẫn các bạn nhỏ nhé. Mỗi lần mà đi xuống, đúng rồi, mỗi lần đi xuống thang phải đi ngang. Rồi, trước sau nào. Có một tay nữa. Rồi. Nhanh. Cô nghĩ là đằng sau này nặng hơn này. Thận nha. Ở trên. Mình đi ven qua. Các anh nuôi đã sẵn sàng để lên đường chưa? Dạ rồi.
củi để làm gì? Lấy củi để nhóm lửa để nấu cơm. Bây giờ củi thì không có nhiều. Dạ. Ông sẽ chỉ phát củi cho những cái đội nào hết sức là thông minh nhanh nhẹn. Bây giờ mình làm thử nha. Dạ. 1+1=2 bằng mấy? Phải như vậy mới được. Như vậy mới được. Bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi. Câu hỏi thứ nhất. 1+1=1+1=1+1=1+1=1 bằng mấy? Dạ bằng không. Chúc mừng. Còn 1. Kết quả là 1. Không cần phải lửa củi nào của ông cũng cháy hết. Con chuột nào đi bằng 2 chứ? Rồi đội này. Dạ con chuột Mickey. 1 bóp củi cho đội này. Câu thứ 3. Con vịt nào đi bằng 2 chứ? Con vịt nào cũng đi bằng 2 chân. 1 bóp củi nữa. Bị câu này hơi dài dòng nè. Bên tay trái có ngôi nhà màu đỏ, bên tay phải có ngôi nhà màu xanh, đằng sau lưng có ngôi nhà màu vàng, đằng trước mặt có ngôi nhà màu tím, nhà trắng nằm ở đâu? Dạ nằm ở Mỹ. Chính xác. Một bó được nữa. Cố gắng lên. Rồi tiếp tục. Con gì hai chân có cánh màu đen và biết bay? Dơi. Con dơi. Sai. Hai chân có cánh màu đen biết bay là con quả. Câu tiếp theo. Bốn chân có cánh màu đen biết bay là con dơi. Sai. Con đại bàng. Sai. Đại bàng có mấy chân? Hai chân. Bốn chân có cánh màu đen biết bay người ta gọi là hai con quả. Tiếp tục. Sáu chân có cánh màu đen biết bay là sáu con quả. Sai. Sáu con quả. Sáu chân có cánh màu đen biết bay người ta kêu là tham dư. Con người. Mỗi đội chọn ra một người có cái hơi dài nhất của người này. Khi nào mà ông đếm 1, 2, 3 thì con sẽ bắt đầu đếm hết cái hơi. Ok. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 39 là hết rồi. Không được tới 40. Sẵn sàng chưa? 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Về tâm trí môn đúng không? Phải không? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. 8 x 8 với 32 x 2, cái nào lớn hơn? 8 x 8. Đây bằng nhau. Chính xác. Hai bên cùng hét một bài nha. Bốn bài này nếu diễn tả được ra đúng hai cái con vật đó của mỗi đội thì sẽ được nhận bóng mũi còn lại. 2, 3. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lạ nhau gặp nhau là cười. Cái đội mà đang đi bị té là đội nào? Đội bên này. Đội bên này vậy thì đội này được nhận trước một bó củi. Và vì bên này bị té cho nên tụi con được quyền ưu tiên chạy về nơi nấu cơm trước. 1, 2, 3. Cầm bó củi này lên. Rồi đứng tại chỗ và hát lại bài ba thương con tới khi nào hát hết bài mới được xuất phát. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Tại nhà ta cũng yêu nhất, xa lạ nhất. Vậy là sau thử thách phụ tìm củi, cả hai đội đều tìm được cho đội mình một số củi để tiếp tục việc nấu ăn. Nhưng xem ra công việc này cũng không dễ dàng cho các cầu thủ nhí của chúng ta. Hãy đợi xem với sự giúp sức của cô Linh và cô Ngân, cả hai đội sẽ xoay sở như thế nào để trổ tài làm ảnh đuổi khéo léo nha. Okay, rồi.
lửa là khó nhất. Đội nào càng quay hoay, cố lên nào cả hai đôi. Sao lên đi quạt nè. Lấy một cái gì tốt không? Che lại. Quạt lý che lại. Quạt lý. Cô mà đợi trước lại không? Kiến mà bên cháy thì cô hả? Từ đó cô đi. Con ngồi này lên đi con. Tắt người lại tắt hết. Con mạnh lên là tha lên thầy á. Ok á. Con đang nhóm củi cho bên này. Bỏ củi luôn. Cái nước mắm tỏi. Quạt đi. Quạt cho than cháy. Nên đội 1 chỉ còn trông chờ vào thức ăn. Lần này chắc cô Phí Linh và các bạn phải tỉ mỉ hơn nữa. Không nấu được cơm, không biết đội 1 sẽ xoay sở như thế nào đây. Bây giờ chỉ có thịt và cá thôi. Cá thì hên xui vì là kho cá rất là khó. Nhưng mà thịt diêm thì chắc là sẽ đảm bảo đấy. Bạn Tường là hay chỉ đạo cả nhóm. Bạn Tường là rất bền bỉ thực hiện mọi thứ. Rồi, bạn Lương thì cũng rất hiệu quả. Các con rồi cũng tặng thêm nữa không đây. Cô? Tặng thêm nữa này không? Cô thấy vô cùng mãn nguyện, sung sướng quá. Con là bên cá, cô là bên cá. Cái việc để làm ra lửa rất khó, đội công đoàn đội con sẽ được cơ, đội con sẽ chiến. Ngày đâu có nóng được. Lấy cô cả ngân á, cứu cô Linh cả. Sao cô? Lấy em nha, cây ớt. Không biết cả làm sao được. Thêm một sự cố nữa xảy ra cho đội 1, đó là cá bị cháy đi, chỉ còn có món thịt. Thế nhưng tinh thần các bạn nhỏ không hề lo lắng, vẫn vô tư thưởng thức thành quả của mình. Ngon cô, chơi thêm chút nữa cô. Cô ăn thử cô rất là ngon. Đây, thử đi. Dạ, được. Ngon quá. Ngon lắm. Thôi mặn, mà ăn cơm được chưa? Mặn quá hả? Con đang lo là hai đội sẽ không bao giờ có cơm ăn nữa. Bởi vì hai người hai bên giờ nhổ. Bên kia đã nổ đâu bạn. Con sợ là bên con không có cơm ăn. Cho cô ơi, sao thịt còn mỗi thằng này đấy hả? Thấy bạn Linh tốt nhất. Tại vì bạn ấy ngồi chăm củi, cỡ lưỡi tắt chưa chạy đến cho để cơm chín. Lửa đó một cái là nó chín nhanh lắm. Thì nó sẽ lửa luôn. Cơm tới, cơm tới. Anh này đi siêu quá. Giờ không có cơm sao? Có gì đâu sai sai ấy nhở? Sao lại thế? Sao bên mình có mỗi món vậy? Hả? Mà dù sao á, bây giờ mình là đồng đội với nhau, mình phải chia sẻ chứ, đúng không? Không, nhưng mà cho cô hỏi xíu nha. Là tức là đội thắng thì được sao hả? Thế bây giờ đội thắng có thể chia sẻ một chút rau với cả sườn cho đội thua được không? Được. Thôi sao con được dễ dàng vậy? Hả? Không cần điều kiện gì sao? Không. Con nghĩ đây là mình là đồng đội. Ồ,
phải đoàn kết lẫn nhau. Xấu hổ quá. Cái chén nó đã to như này mà mình nấu xuống còn 2-3 con. Thay mặt các bạn ở bên đội 1, cảm ơn các bạn đội 2 nha. Xin cảm ơn. Ôi, mời cả nhà ăn cơm nha. Ngon thế này không? À, bên kia thắng thiệt á? Đúng rồi. Thế các con có đồng ý là bên kia thắng không? Ơ? À. Chả bên này thắng thì bên kia thắng à? Bây giờ mình đã ăn cơm của các bạn rồi thì mình phải đồng ý cho các bạn thắng chứ. Không thì làm sao mình có cơm ăn. Nhưng mà đồ ăn này ngon thật. Vậy là chúng ta đã được ăn một bữa cơm rất là non nè. Bởi vì là không chỉ có những món ăn mà chúng ta tự nấu mà còn là phần thưởng cho đội chiến thắng. Và những món ăn còn lại trong mâm cơm thì cũng đã được san sẻ cho đội phía bên này. Và cô phải công nhận là cô Khả Ngân cùng với cả các bạn của đội số 2 đã thực hiện một bữa ăn rất là ngon. Cô thì cảm thấy là hơi xấu hổ một chút bởi vì là không thể giúp cho đội số 1 hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng mà thực ra thì cô cũng phải chia sẻ luôn là cô Khả Ngân là người quyết định xem là đội nào giành chiến thắng và thành viên nào là xuất sắc nhất của hai đội. Nhưng mà đến phút cuối khi mà cô có hỏi ý kiến các thành viên trong đội về việc là chúng ta có đồng ý tâm phục khẩu phục là sẽ trao giải nhất ngày hôm nay cho đội số 2 hay không, thì cô đã nhận được một số ý kiến mà cô nghĩ là cô cũng hơi buồn. Bạn Trường lại đi xui dại cô nói là bây giờ mình bảo các bạn là thôi mình ăn rồi xong mình bị đau bụng, tức là cơm của các bạn nấu là không được và các bạn sẽ không được thắng, thì cô rất là buồn. Ôi, đau bụng mà vẫn còn đứng bình thường như thế này. Thế con thấy thế có được không? Thế cho nên là thôi, bây giờ thì phần quyết định là hoàn toàn phụ thuộc vào cô Khả Ngân, cô Kỳ Linh xin hết. Rồi mấy đứa thấy đội bạn nói như này thì mấy đứa nghĩ như thế nào? Quan để bụng mấy cái chuyện này, miễn là mình đã chia sẻ cho mấy bạn thì mình cũng đã làm một việc tốt rồi. Thôi như này nè. Ôi trời bạn. Đấy, thôi như này, cô thấy như này thật ra hai đội nào cũng giỏi hết trơn á. Thì mình giải được câu đố thì mình mới đem củi thì mình mới nấu cơm được. Và quan trọng là như này là do là mình không có may mắn hơn thôi. Mà quan trọng mỗi thử thách, mỗi ngày mình học một cái điều hay hơn. Đó, bây giờ xin tuyên bố đó chính là đội bên này thắng. Đấy, các con rất là giỏi. Đặc biệt là bạn Tuấn, hôm nay cô thấy là bạn Tuấn rán cá nè. Xong rồi bạn Khang là giúp cô Ngân rất là đắc lực này. Cô phải công nhận là các con ngày hôm nay đã rất là đoàn kết. Và chúc mừng các con một lần nữa. 2 3 Rồi. Trong suốt cái quá trình mà thử thách 1, thử thách 2 nè, thì một đội thì có 5 người đúng không? Cô Ngân với cô Linh không thể nào là chọn được rồi. Thì cho nên là con nghĩ cái đội thắng á thì sao nhỉ? Các con có thể là tự họp bàn với nhau lại để mà quyết định ra người mà được nhận huy chương ngày hôm nay. Các con thấy là ai xứng đáng nhất nào? Đội bên này gợi ý là Tuấn nha, hoặc Khang nha. Tuấn hoặc Minh anh hoặc Khang, 3 người rồi. Rồi, quyết định đó chính là thành viên xuất sắc nhất đó chính là bạn Tuấn nhỏ. Chúc mừng con. Hôm nay bạn Tuấn là vừa bị sốt, rất là mệt nhưng mà vẫn lăn xả hết mình với đội của mình. Chúc mừng con. Ui đấy, ho một cái để ăn mừng chiến thắng. Con nói gì với cô Ngân nhỉ? Thế con cảm ơn cô vì đã giúp cho đội con nấu được bữa cơm ngày hôm nay. Rồi. Đâu quan trọng là phần cô Ngân là chỉ phụ thôi. Quan trọng là bọn con là cũng biết là cố gắng, cũng biết giúp đỡ lẫn nhau thì mình mới thắng được chứ. Cảm ơn cô Khả Ngân rất là nhiều vì đã đến với cầu thủ nhí và giao lưu với các bạn nhỏ rất là thân thiện. Và chúng ta cũng không quên là dành cho cô Khả Ngân một tràng vỗ tay thật lớn để chào tạm biệt cô. Còn tất cả quý vị khán giả hãy cùng tiếp tục đón xem những thử thách bất ngờ dành cho các cầu thủ nhí trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Kết thúc một ngày với hoạt động đầy gian nan, với chiến thắng vô cùng thuyết phục, đội 1 nhận phần thưởng là cả đội sẽ được mua sắm. Trong các anh chàng háo hức trên kia lại còn được chính bảo mẫu hiếu hiền dẫn đi mua sắm nữa chứ. Và một lần nữa chúc mừng các con đã giành chiến thắng trong trò chơi rồi. Yeah. Ok, hôm nay.
được trải nghiệm làm dân quân tải lương và vượt qua thử thách anh đuổi khéo léo. Một ngày dài đầy ý nghĩa đã khép lại với những bài học bổ ích. Trong tập sau, vùng đất nào sẽ là nơi dừng chân của các cầu thủ nhí? Chắc chắn, những điều mới mẻ và thử thách thú vị đang chờ đợi các em. Hãy đón xem tập sau, phát sóng lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV3.